Sau thời gian dài chờ đợi, đội tuyển nữ Việt Nam cuối cùng cũng sẽ tham gia trận đấu mở màn tại World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ. Đây là bước ngoặt lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy rằng, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mơ về một kết quả bất ngờ trong trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam. Đơn giản vì đây là lần đầu tiên chúng ta bước chân vào sân chơi World Cup, mọi thứ đều còn mới mẻ. Nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ tỏ ra tự tin và quyết tâm thể hiện điều tốt nhất. Đội tuyển nữ Mỹ đã trở thành một thế lực hùng mạnh thống trị thế giới trong hai thập kỷ qua. Trong 8 kỳ World Cup trước đó, The Star and Stripes, biệt danh của đội tuyển nữ Mỹ, giành 4 chức vô địch 1991, 1999, 2015, 2019, 1 chức Á quân 2011 và 3 lần giành hạng 3 1995, 2003, 2007. Họ cũng 4 lần vô địch Olympic, 9/10 lần đoạt chức vô địch CONCACAF và 10/19 lần lên ngôi tại giải Algarve Cup danh giá, chỉ sau World Cup. Mỹ luôn đứng đầu BSS FIFA, với vị trí thấp nhất từng đứng là thứ hai vào năm 2017. Hiện tại, đội tuyển nữ Mỹ hướng đến chức vô địch World Cup lần thứ 5 và muốn tăng cường thành tích ấn tượng của họ. Sau 8 lần tham dự, họ đã giành chiến thắng trong 40/50 trận, tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc lên tới 80%. Đồng thời ghi được 138 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 38 lần. Điều này chứng tỏ The Star and Stripes ở một đẳng cấp cao hơn Golden Star Women Warrior, những nữ chiến binh sao vàng. Trước trận đấu, huấn luyện viên Andonovsky của đội tuyển nữ Mỹ đã chia sẻ, World Cup 2023 là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ và sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Qua đó, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ hứa hẹn mang đến những cảm xúc hào hứng và kịch tính cho người hâm mộ trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.